Chào mọi người. Mặc dù chúng ta thấy phần đùi gà có nhiều cơ, có lượng protein nhiều hơn các phần khác, song lại chứa nhiều cholesterol hơn. Trong khi đó, phần thịt trắng vừa chứa nhiều protein song lại ít chất béo. Đó chính là lý do người ta hay dùng phần thịt ức gà nhiều hơn. Đặc biệt những người ngoại quốc họ thích dùng phần ức gà hơn. Ức gà có hàm lượng đạm cao, trong mỗi 100g ức gà thì có tới 18g chất đạm. Chất đạm thì rất cần thiết để xây dựng cơ bắp mạnh khỏe, giúp làm nổi bật cơ bắp của cơ thể và tạo cho bạn một vóc dáng mong muốn. Và các bạn biết không, ức gà chứa rất nhiều khoáng chất như vitamin B rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh như đục thủy tinh thể và các rối loạn da khác nhau, giúp giảm sự yếu đuối, tăng cường miễn dịch, điều hòa tiêu hóa, ngăn ngừa chứng rối loạn về tim và ngăn ngừa cholesterol cao. Còn về giảm cân thì ức gà là một thực phẩm tuyệt vời để giảm cân. Những người có kế hoạch ăn kiêng giảm cân thì các bạn hãy nên đưa ức gà vào chế độ ăn sẽ thấy hiệu quả hơn. Vì trong ức gà có hàm lượng đạm cao, giúp giữ cho dạ dày của bạn luôn no đủ mà không thèm ăn. Và nếu các bạn cảm thấy mình chán nản, buồn bã hoặc căng thẳng và áp lực thì các bạn hãy ăn ức gà sẽ giúp cho tinh thần của bạn, từ đó cải thiện tâm trạng và loại bỏ căng thẳng. Và bây giờ mời các bạn cùng coi nhà sún có gì hôm nay. Hi, xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Sún nha. Hôm nay thì nhà Sún có một ít rau củ quả cũng như là một ít ức gà. Thì Sún sẽ làm món gì đây mọi người có thể đoán ha. Và bây giờ Sún mời mọi người cùng tiếp tục đồng hành với Sún để coi cách làm của nhà Sún như thế nào nha mọi người. Xin mời. Giới thiệu với mọi người, Sún có ở đây là 400g ức gà. Phần ức gà này sau khi mình sơ chế sạch sẽ thì Sún sẽ ướp vào đây là 2/3 muỗng bột nêm, 1/6 muỗng bột ngọt, muỗng cà phê nha mọi người. Và bên cạnh đó Sún cho vào đây là một ít hành tím bằm nhuyễn. Chỉ có vậy thôi, chúng ta chỉ ướp sơ sơ và để đây nghỉ khoảng 20 phút, sau đó chúng ta sẽ tiến hành công đoạn kế tiếp. Và món ăn của ngày hôm nay Sún sử dụng là 3 trái cà chua hơi lớn và 5 trái dưa leo nho nhỏ và một ít rau xà lách. Và món này Sún cũng sử dụng một chút giấm đường, dầu mè, tiêu và sốt mayonnaise. Bên cạnh đó Sún cũng sử dụng 2 hộp gà luộc. Sau khi mình ướp gà được 20 phút thì chúng ta bắt đầu áp chảo. Sún sẽ để phần chảo này lên bếp và cho vào đây là một muỗng canh dầu. Kế đến thì chúng ta sẽ cho phần gà vào đây để áp chảo. Thank you.
Và trong thời gian mình áp chảo gà thì Xuân cũng tranh thủ làm một chén dầu giấm. Trong đó Xuân sử dụng là 3 muỗng giấm gạo, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước, 1 muỗng dầu mè và một chút tiêu. Và đây là phần gà mà chúng ta vừa áp chảo xong nè mọi người. Khi áp chảo xong thì chúng ta cũng để cho phần gà nguội một chút và chúng ta sẽ xé nhỏ cái phần gà này ra. Tiếp tục là phần dưa leo, cà chua, xà lách chúng ta cắt nhỏ cũng như là xếp lên dĩa. Rồi chúng ta rưới một lớp nước sốt dầu giấm và sốt mayonnaise. Sau đó phần trứng mình đã sắt rồi thì mình cũng xếp lên đây luôn. Cũng có thể là các bạn trộn đều. Nhưng với gia đình Xuân thì Xuân thấy là từng lớp mình trang dầu giấm rồi sốt mayonnaise lên thì tất cả nguyên vật liệu nó cũng nằm gọn và đẹp hơn. Và khi mình ăn tới đâu thì mình đảo đũa lên tới đó thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà mình trộn đều thì cái phần sốt mayonnaise nhìn nó không được hấp dẫn cho lắm. Các bạn biết không, cảm nhận của Xuân về món salad gà trộn mang màu sắc hài hòa đẹp mắt. Vị thanh mát tự nhiên, vị giòn giòn của dưa leo. Thơm dai với các sớ thịt gà đã được chiên áp chảo qua, hòa lẫn trong hương thơm phức của tiêu đen xay cay nồng. Bên cạnh đó còn được hòa cùng với vị dầu giấm, dầu mè và một chút sốt mayonnaise. Bên trên thì chúng ta rải một ít hành phi. Ôi thật là ngon, thật là tuyệt diệu. Các bạn thử làm theo cách của Xuân coi nha. Và như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành rồi. Mời mọi người cùng thưởng thức với Xuân nha. Và các bạn ơi, các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy cho Xuân một like, một đăng ký, hầu giúp Xuân có thể tự tin mạnh dạn chia sẻ với những món ăn ngon của nhà Xuân hoặc những món đơn giản bình thường nhưng rất hiệu quả, rất hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Lời cuối cùng, Xuân xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuân. Kính chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!